Chào mừng quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn đến với kênh Tiếu số tử vi của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập của chương trình, gửi tới quý vị những lời chúc sức khỏe. Chúc quý vị ngày mới nhiều may mắn, thành công và tài lộc dồi dào. Từ xưa đến nay, việc xem tuổi làm ăn, kết hôn, chọn nghề nghiệp hay hướng hoặc màu sắc theo phong thủy luôn được coi trọng. Mục đích của việc này là để mọi việc được tiến hành một cách thuận lợi hơn, phát tài, phát lộc. Vậy người tuổi Mão trong làm ăn nên chọn nghề gì và hướng nào, sử dụng cây gì hay số điện thoại nào thì tốt nhất? Mời quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn cùng với tướng số tử vi khám phá trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình, rất mong quý vị chưa đăng ký kênh, hãy hoan hỉ đăng ký kênh để liên tục ủng hộ cho ban biên tập của chương trình, rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất về các khía cạnh tướng số, tử vi, phong thủy, Phật pháp ứng dụng, rồi những thông điệp khoa học, ý nghĩa của cuộc sống. Tiếp sau đây, mời quý vị hãy chú ý theo dõi những nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với tổng quan vận mệnh của người tuổi Mão. Người tuổi Mão hay còn gọi là tuổi mèo là dấu hiệu thứ tư trong tử vi chiêm tinh học phương Đông. Mão là một dấu hiệu của sự trường thọ và được coi là sự may mắn tự nhiên. Dấu hiệu này được thừa hưởng từ những phẩm chất tuyệt vời và vô cùng tinh tế. Người tuổi Mão hay còn gọi là người tuổi mèo là người nhẹ nhàng, duyên dáng, tốt bụng và hòa hợp với các giá trị, vẻ đẹp. Bản chất tự nhiên của họ là ngoại giao, họ có sự gắn kết chặt chẽ với tất cả mọi người. Đôi khi, người tuổi Mão cũng có thể ủ rũ và có cảm giác xa lạ. Họ đặc biệt nhạy cảm với ý kiến tiêu cực hoặc phê phán. Với trí thông minh cũng như sự sáng suốt của mình, người tuổi Mão luôn là người bặt thiệp, giỏi ngoại giao. Vì thế, họ quen biết xã hội rộng rãi, có nhiều mối quan hệ. Với đầu óc sáng tạo, phong phú, những người tuổi Mão dịu dàng luôn tìm đến thế giới âm nhạc và hội họa. Ta dễ dàng thấy rằng nhiều người trong số họ làm việc trong lĩnh vực y khoa, thiết kế, âm nhạc và thời trang. Thêm một số nét tính cách đáng yêu của người tuổi Mão đó là sự tinh tế, biết quan tâm đến mọi người khác, biết lắng nghe và cảm thông. Họ cũng có lòng trắc ẩn, có thể giúp họ thành công trong các công việc như nhà trị liệu, bác sĩ, y tá hay nhà tâm lý. Những người tuổi Mão cũng có khả năng kinh doanh và giao tiếp tuyệt vời. Người tuổi Mão thường có cuộc sống bình an. Điều này do bản thân tính cách của người tuổi Mão chi phối. Môi trường sống yên bình là môi trường anh ta ưa thích nhất. Do đó, người tuổi Mão đa số hài lòng với hoàn cảnh hiện có. Nói cách khác, anh ta có những ước mơ nhưng không quá to tát. Vì vậy, rất ít người sinh năm Mão làm những việc rầm rộ, lập nên thành tích chói lọi. Trừ một số người tuổi Tân Mão, nếu biết hợp tác chân thành với bạn bè. Quý vị tuổi Mão có biết mình là một trong những con giáp được thần Phật che chở, căn số phú quý, có thể hóa hung thành cát không? Quý vị hãy cập nhật video đã phát trên kênh Tướng Số Tử Vi để nắm bắt nhé. Quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn đang theo dõi nội dung phong thủy ứng dụng, tuổi Mão hợp với nghề gì, hướng nào theo phong thủy. Và để đến với nội dung tiếp theo trong chương trình hôm nay, rất mong quý vị chưa đăng ký kênh, hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình, rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và hữu ích, quý vị cũng đừng quên nhấn nút like rồi chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với người tuổi Mão hợp với nghề gì đem lại thành công, sự nghiệp, phát đạt. Người tuổi Mão không phù hợp với những công việc lao động chân tay nặng nhọc và họ cũng không phù hợp với những công việc cần đầu tư nhiều thời gian, công sức. Ngược lại, họ hoàn toàn có thể phát huy được khả năng của mình trong những công việc văn phòng hay công việc mang tính chất nghiệp vụ. Đồng thời, do tính cách ôn hòa, thích để mọi người, mọi chuyện diễn biến tự nhiên, không ham tranh cãi, cũng không muốn đấu tranh với người khác nhằm mục đích thu lợi ích cho bản thân, nên họ cũng không phù hợp với những công việc phải bù đầu suy nghĩ giữa thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào mới là chính nghĩa, công lý. Vì rất nhạy bén với nghệ thuật, lại thường nhìn nhận mọi việc dưới con mắt cảm tính, nên người tuổi Mão rất phù hợp với những ngành nghề như văn học, mỹ thuật, kiến trúc, âm nhạc. Họ có thể phát huy hết tài năng trong các lĩnh vực này để đạt được những thành tích rất tốt.
họ cũng có thể đảm nhận được những công việc đòi hỏi sự quan sát tỉ mỉ, kỹ càng và cẩn thận như tư vấn, cố vấn doanh nghiệp, biên dịch. Suy nghĩ trong sáng và các mối quan hệ xã hội toàn vẹn cũng là ưu thế của người tuổi Mão trong công việc. Họ có các mối quan hệ xã hội rộng rãi với nhiều bạn bè, nhân sĩ, trí thức hoặc người thành đạt chốn quan trường. Vì vậy họ cũng rất phù hợp với những công việc liên quan nhiều đến giao tiếp xã hội như lễ tân, tiếp thị. Ngoài ra, người tuổi Mão cũng có thể thử sức mình làm một hoạch định kế hoạch xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, khi bắt tay vào lĩnh vực này, họ nhất thiết phải có được một người bạn thân ở bên cạnh, giúp đỡ, đưa ra những mưu lược khôn ngoan thì mới mong được thành công. Quý vị tuổi Mão, nhớ xem thêm video, hiểu đúng về phong thủy để tránh bị lừa gạt, bị xem là mê tín dị đoan. Video đã phát trên kênh Tướng Số Tử Vi ngày 2 tháng 4 năm 2020. Quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn đang theo dõi nội dung người tuổi Mão hợp với nghề gì, hướng nào theo phong thủy. Và trước khi đến với nội dung thứ 3 trong chương trình hôm nay, rất mong quý vị lần đầu tiên đến với kênh Tướng Số Tử Vi, hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình, rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị cũng đừng quên nhấn nút like rồi chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với phần thứ 3, người tuổi Mão hợp với màu gì? Nếu bạn đang tự hỏi tuổi Mão hợp với màu gì, nên lựa chọn đồ vật màu gì để kích hoạt tài vận, đem may mắn cùng những điều tốt đẹp đến với mình, nhất là trong năm 2020. Vậy thì hãy cùng Tướng Số Tử Vi tìm hiểu màu sắc tương sinh, tương khắc tùy thuộc vào từng người tuổi Mão nhé. Trong phong thủy, trong việc cân bằng âm dương của mỗi người thì màu sắc có vai trò rất quan trọng. Vậy nên việc xem màu hợp tuổi để sơn nhà, mua xe hay chọn màu trang sức, đá phong thủy, trang phục là việc nên làm để tương trợ cho bản mệnh, kích tài, vượng lộc. Việc lựa chọn màu sắc phong thủy sẽ mang đến cho bạn nhiều tài lộc và may mắn. Dưới đây là những màu sắc phù hợp dành cho người tuổi Mão. Đối với người tuổi Tân Mão, sinh năm 1951 và năm 2011, xét theo phong thủy ngũ hành thì tuổi này thuộc mệnh mộc, tùng bách mộc. Quý vị tuổi Mão nên sử dụng hai vật phẩm phong thủy để mang theo bên người, mang tác dụng kích lộc, vượng tài như Phật bản mệnh, Phật văn thù Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ và vòng đá phong thủy có màu hợp với bản mệnh. Gia chủ tuổi này nên ưu tiên sử dụng các loại vòng đá phong thủy có màu sắc tương hợp với mệnh của mình như xanh ngọc, lục bảo, xanh lá, để nhân cơ hội này tăng sức mạnh, tăng may mắn. Bên cạnh đó, đá có màu đen hay xanh nước biển sẫm mang mệnh thủy cũng sẽ bổ trợ cho nam mệnh tuổi Tân Mão rất nhiều. Vậy gia chủ tuổi Tân Mão nên tránh sử dụng những loại đá phong thủy màu gì? Theo đó, nam nữ tuổi Tân Mão cần tránh sử dụng các loại đá có màu sắc thuộc mệnh kim như màu trắng, bạc lấp lánh ánh kim để tránh tương khắc. Và cũng cần hạn chế những màu thuộc hành hỏa như màu đỏ, hồng, tím để tránh làm hao tổn dương khí của bản thân. Tiếp theo, mời quý vị đến với màu sắc phong thủy hợp với người tuổi Quý Mão. Người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, thuộc mệnh kim, kim bạch kim. Quý vị tuổi Quý Mão nên sử dụng hai vật phẩm phong thủy để mang theo bên người nhằm kích lộc, phát tài như Phật bản mệnh, văn thù Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ và vòng đá phong thủy có màu hợp với bản mệnh. Theo đó thì gia chủ Quý Mão nên đeo vòng đá phong thủy có màu trắng hay bạc. Họ cũng có thể lựa chọn sử dụng các loại đá mang mệnh thổ có màu vàng hoặc nâu cũng rất tốt. Người tuổi Quý Mão không nên chọn mua những loại đá phong thủy có màu mệnh hỏa như đỏ, hồng, tím để tránh xung khắc. Đá có gam màu càng đậm thì xung khắc càng lớn. Nam nữ Quý Mão cũng nên hạn chế những gam màu thuộc mệnh thủy như xanh nước biển đậm, màu đen cho loại đá phong thủy sử dụng để tránh tiền mất tật mang. Đối với quý vị tuổi Ất Mão sinh năm 1975, thuộc hành thủy, đại khe thủy, nước khe lớn, thì quý vị tuổi này nên sử dụng những vật phẩm phong thủy mang theo trên người để kích lộc vượng tài như Phật bản mệnh, Phật văn thù Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ lớn và vòng đá phong thủy có màu hợp với bản mệnh. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thuộc mệnh thủy,
Do đó gia chủ mệnh này nên chọn các loại vòng đá phong thủy có màu đen hoặc xanh nước biển. Ngoài ra, người tuổi Ất Mão cũng có thể lựa chọn các loại đá có màu trắng hoặc bạc thuộc mệnh kim. Những loại đá có màu này sẽ giúp cho người đeo gặp được thật nhiều may mắn và bình an. Vậy người tuổi Ất Mão cần tránh những loại vòng đá phong thủy có màu sắc gì? Theo đó thì người tuổi Ất Mão nên tránh sử dụng các loại đá có màu vàng hoặc nâu của mệnh thổ. Theo ngũ hành thì thổ và thủy xung khắc sẽ gây ra những bất lợi, điềm không may mắn cho người đeo nó. Đối với người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 thuộc hành hỏa, lư trung hỏa, quý vị tuổi Đinh Mão nên sử dụng hai vật phẩm phong thủy dễ mang theo trên người nhất để kích lộc phát tài như Phật bản mệnh, Phật văn thù Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ lớn và vòng đá phong thủy có màu hợp với bản mệnh. Người tuổi Đinh Mão có năm sinh 1987 thuộc mệnh hỏa nên rất thích hợp đeo các loại vòng đá phong thủy có màu đỏ, hồng hoặc tím. Ngoài ra, nam nữ tuổi này cũng có thể đeo các loại vòng đá có màu sắc thuộc mệnh mộc như xanh lá. Những loại đá màu này có thể đem lại quyền lực, nguồn năng lượng tích cực cho người đeo nó. Người tuổi Đinh Mão không nên đeo vòng đá phong thủy xanh nước biển hay đen, tránh gây xung khắc do hai màu này thuộc mệnh thủy. Theo ngũ hành thì xung khắc với mệnh hỏa. Để tránh gặp phải xui xẻo, người tuổi Đinh Mão nên sử dụng các loại đá phong thủy có màu nâu hoặc màu vàng. Quý vị tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 nên sử dụng hai vật phẩm phong thủy mang theo người để kích lộc vượng tài như Phật bản mệnh, Phật văn thù hộ mệnh tượng trưng cho trí tuệ lớn và vòng đá phong thủy có màu sắc hợp với bản mệnh. Người tuổi Kỷ Mão có năm sinh là 1999 thuộc mệnh thổ, phù hợp đeo vòng đá phong thủy có màu vàng, màu nâu bởi đó là màu sắc đại diện cho hành thổ. Lưỡng thổ thành sơn hoặc gia chủ Kỷ Mão nên sử dụng màu đỏ, hồng, tím của mệnh hỏa. Nếu đeo và sử dụng những loại đá có màu này sẽ giúp cho người đeo gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, tài lộc ngập tràn. Màu sắc tương khắc đối với người tuổi Kỷ Mão đó là kỵ nhất, nhóm màu thuộc hành mộc như xanh lá bởi cây khiến đất khô cằn, hao mòn, hoặc các màu thuộc hành kim là màu xám, trắng và ghi. Các bạn tuổi Mão có biết video thần tài hoan hỷ ban phát vàng bạc đầy nhà khi đặt bảo vật phong thủy này cạnh két sắt không? Video đã phát trên kênh Tướng Số Tử Vi, bạn nhớ đón xem để dẫn tài lộc về nhà nhé. Quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn vừa theo dõi những màu sắc phong thủy hợp với từng con giáp tuổi Mão. Vậy để đến với phần tiếp theo, người tuổi Mão hợp với hướng nào? Mời quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn chưa đăng ký kênh, hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị cũng đừng quên nhấn nút like rồi chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với phần thứ tư. Tuổi Mão hợp với hướng nào theo phong thủy? Những người tuổi Mão muốn mua nhà nên chọn hướng nhà như thế nào là tốt nhất? Không phải ai cũng đủ kiến thức về phong thủy để có thể lựa chọn hướng nhà tốt cho mình. Và sau đây là một số thông tin cơ bản về cách lựa chọn hướng nhà của quý vị tuổi Mão. Đối với tuổi Tân Mão sinh năm 1951 và 2011, hợp với hướng chính Bắc. Hướng này sẽ đem lại cho gia chủ vạn sự như ý, tài lộc, tiền tài, địa vị và danh tiếng. Hướng chính Nam sẽ đem lại sức khỏe, kéo dài tuổi thọ cho các thành viên trong gia đình. Hướng Đông sẽ đem lại hòa khí cho các mối quan hệ trong gia đình và tình yêu luôn suôn sẻ, bền lâu. Hướng Đông Nam mang lại sự bình ổn trong tinh thần, giúp tinh thần luôn thoải mái, hoàn thành mọi việc, gặp nhiều may mắn thuận lợi trong công việc và học tập. Đối với tuổi Quý Mão sinh năm 1963 và 2023, người tuổi này sẽ hợp với hướng Đông Nam. Đây là hướng mà sẽ đem lại rất nhiều điều tốt đẹp cho người tuổi Quý Mão như tiền tài, địa vị. Hướng chính Nam là hướng giúp cho tình cảm gia đình, tình yêu luôn thuận hòa và thăng hoa. Hướng chính Đông là hướng giúp cho cải thiện sức khỏe, mang lại tuổi thọ cho người thân của gia chủ tuổi Quý Mão. Hướng chính Bắc, hướng này sẽ giúp cho quý vị tuổi này luôn có được tinh thần, năng lượng làm việc và luôn gặp may mắn trong học tập. Đối với quý vị tuổi Ất Mão sinh năm 1975, hướng Tây Bắc sẽ là hướng mà giúp cho mọi việc làm ăn thuận lợi,
phát tài, phát lộc, công việc thăng quan tiến chức. Hướng Đông Bắc sẽ là hướng phù hợp với gia đình, giúp cho gia đình hòa thuận, đầm ấm, tình yêu bền vững. Hướng Tây Nam là hướng đem lại sức khỏe, tuổi thọ cho gia chủ. Và hướng Chính Tây là hướng đem lại nhiều sức mạnh về tinh thần, may mắn trong công việc và học tập cho các thành viên trong gia đình. Đối với tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, sẽ hợp với hướng nào? Tuổi Đinh Mão với hướng Chính Bắc sẽ là hướng mà tài lộc, danh tiếng và thăng quan tiến chức không ngừng đổ về, công việc gặp nhiều thuận lợi. Hướng Chính Đông là hướng của tình cảm gia đình, giúp gia đình luôn yêu thương, thắm thiết, dài lâu. Hướng Chính Nam là hướng của sức khỏe, giúp cho gia đình khỏe mạnh, sống lâu. Và hướng Đông Nam là hướng của sức mạnh tinh thần, giúp cho bạn luôn có tinh thần làm việc, tiến bộ, may mắn trong học tập. Đối với tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 thì hợp với hướng Nam. Hướng này sẽ giúp cho các mối quan hệ trong gia đình và tình yêu luôn hòa thuận, êm đềm, không xáo trộn. Hướng Đông Nam, hướng mang lại cho gia chủ vạn sự như ý, tài lộc, tiền bạc và danh tiếng. Hướng Bắc là hướng sẽ đem lại tinh thần sảng khoái, may mắn cho các thành viên trong gia đình, từ công việc đến học tập. Và hướng Chính Đông là hướng đem lại sức khỏe cho người trẻ, tuổi thọ cho người già, trong nhà. Quý vị tuổi Mão có biết tuổi Mão hợp với số nào theo phong thủy không? Người tuổi Mão thích hợp với các số 0, 3, 4, 9 thuộc hành Mộc và Hỏa, do tuổi Mão thuộc hành Hỏa và Mộc sinh Hỏa. Dùng đuôi số điện thoại là 0 hoặc 3 sẽ giúp chủ nhân vượng khí, trợ lực, quan vận hanh thông, đạt được nhiều thành công lớn. Quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn vừa theo dõi những nội dung về tuổi Mão hợp với nghề gì, hướng nào theo phong thủy. Chúc quý vị có nhiều may mắn, thành công và tài lộc. Vừa rồi quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn đã theo dõi nội dung người tuổi Mão hợp với nghề gì, hướng nào theo phong thủy trong chuyên mục Phong thủy ứng dụng. Và để tiếp tục cập nhật những video mới nhất, đặc sắc, ý nghĩa nhất, mời quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn chưa đăng ký kênh, hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình, rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và ý nghĩa, quý vị cũng đừng quên nhấn nút like rồi chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Nếu như có ý kiến băn khoăn thắc mắc điều gì, quý vị hãy để lại tin nhắn ở phía dưới video, phần bình luận để ban biên tập của chương trình sẽ phản hồi với quý vị trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của đông đảo quý cô bác, anh chị cùng toàn thể các bạn.